Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thực sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cuộc gọi. Khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận một trường hợp đến cấp cứu. Qua thăm khám bước đầu xác định, cháu trai có tên là Nguyễn Hữu Tê, 16 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, bị một vết thương lớn. Tiến hành chụp CT, phát hiện nạn nhân tụ huyết não, trên cơ thể có vài vết bầm tím. Do tình trạng quá nặng, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã cho chuyển cháu ra Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Trên chuyến xe cấp cứu ấy, có một kíp y bác sĩ được cử đi cùng để đề phòng bất trắc. Qua thăm khám và quan sát, tình trạng của cháu Tê, một bác sĩ thấy có nhiều điều đáng ngờ, nhất là cơ chế để hình thành nên vết thương của bệnh nhân. Bác sĩ quyết định gọi điện để báo lại những lăn tăn, nghi vấn về hiện trạng của cháu cho công an huyện Cẩm Xuyên. Tiếp nhận tin báo, công an huyện Cẩm Xuyên đã lập tức vào cuộc. Việc đầu tiên là các anh xem người gọi đến là ai. Kết quả cho thấy người cung cấp thông tin chính xác là bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, hiện đang trên xe cấp cứu cùng cháu T và người nhà bệnh nhân lên Bệnh viện Việt Đức. Điều tra. Lúc này, Công an huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng vào cuộc. Khi trinh sát ra soát tại xóm Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên thì được biết cháu Nguyễn Hữu Tê là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sinh sống với vợ chồng người cậu ruột tên Nguyễn Trọng Đoàn. Một tổ công tác của Công an huyện Cẩm Xuyên được cử đến trạm y tế xã Cẩm Dương thì được nhân viên y tế tại đây xác nhận cháu Tê đến cấp cứu ban đầu với vết thương trên vùng đầu và mặt. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng xác nhận có trường hợp cháu Nguyễn Hữu Tê đến cấp cứu trong tình trạng rất nặng. Công an huyện Cẩm Xuyên sau khi tiếp cận được với hồ sơ bệnh án của cháu Tê đã bắt đầu có những cơ sở để tin rằng những gì bác sĩ trình báo là có căn cứ. Vào thời điểm này, thông tin về tình hình sức khỏe của cháu Tê vẫn được Công an huyện Cẩm Xuyên cập nhật liên tục thông qua vị bác sĩ đi theo xe cấp cứu. Ít ngày sau, các anh nhận được tin báo, Bệnh viện Việt Đức cho kết quả cháu Tê không có khả năng phục hồi. Thông tin này khiến các điều tra viên trùng xuống. Nếu không tiến hành gấp các hoạt động điều tra thì rất có thể hung thủ sẽ đủ thời gian để xóa dấu vết, thậm chí bỏ trốn. Còn nếu điều tra không khéo léo sẽ gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Một khó khăn khác lại sẽ đến. Mặc dù cháu Tê được kết luận đã hư não, bệnh viện cho về để lo hậu sự. Thế nhưng gia đình cháu muốn để thêm vài ngày, đợi người thân từ miền Nam ra. Tình huống này khiến lực lượng công an không thể tiếp cận thi hài nhằm giám định các thương tích của cháu Tê. Với kinh nghiệm lâu năm, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Cẩm Xuyên tin rằng sự thiệt mạng của cháu Tê không thể là sự ngẫu nhiên như trình bày của gia đình được. Dấu hiệu lạ. Qua thu thập và đánh giá toàn bộ thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên tin rằng việc cháu Tê thiệt mạng chắc chắn không thể là một tai nạn tự ngã như người nhà khai nhận. Có điều gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày cháu Tê được phát hiện nằm dưới đất bên cạnh vũng huyết. Một tổ trinh sát bí mật tiếp cận ngôi nhà mà cháu Tê đang sinh sống cùng người cậu ruột. Khi quan sát căn bếp, các trinh sát nhận định với diện tích hẹp, không có đồ vật vướng víu thì việc cháu Tê ngã tới mức gây ra vết thương nghiêm trọng như trên là khó có thể xảy ra, kể cả là trên tay cậu có cầm vật sắc nhọn. Trong quá trình thu thập chứng cứ, trinh sát được một người hàng xóm cho biết tối ngày 12 tháng 4 có nghe thấy tiếng ầm ĩ bên nhà Đoàn. Còn vì sao thì chẳng ai nắm được. Thời điểm vụ việc xảy ra chỉ có vợ chồng ông Đoàn và cháu Tê ở nhà. Chối tội. Một giả thuyết khác đặt ra là có thể cháu Tê mâu thuẫn với ai ngoài xã hội. Kẻ này lợi dụng lúc vắng vẻ lẻn vào nhà ông Đoàn rồi ra tay với nạn nhân và bỏ trốn. Thế nhưng kết quả điều tra chỉ ra rằng cháu Tê khá ngoan ngoãn, học hành, cố gắng và tuyệt nhiên không mâu thuẫn với ai. Giả thuyết này được loại bỏ. Cùng lúc này, một nguồn tin cho hay khi sinh sống với cậu ruột, Tê thường bị ông Đoàn mắng chửi, có lần còn ra tay thăm Tê. Điều này có nghĩa là giữa hai cậu cháu đã từng cơm không lành, canh không ngọt. Hướng chú ý được chuyển vào người cậu ruột của nạn nhân Tê. Sau khi cho vợ đưa cháu Tê đi cấp cứu, Đoàn quay về nhà, sắp xếp vali quần áo rồi đi du lịch theo đúng lịch có sẵn từ trước. Tập trung thu thập thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên và Công an tỉnh Hà Tĩnh dần có được những căn cứ ban đầu để tin rằng cháu Tê bị lấy mạng và nghi phạm số 1 là người cậu ruột tên Đoàn. Nhưng Đoàn đã đi vắng. Nếu cử lực lượng đi theo và triệu tập về làm việc thì có thể gây ra nhiều bất lợi khi sự việc còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Trong cái khó, lực lượng điều tra đã vận dụng nhiều biện pháp tâm lý, nghiệp vụ để Đoàn quay trở về nhà một cách rất tự nhiên. Khi Đoàn vừa đặt chân đến nhà, công an đã có mặt và mời anh ta lên trụ sở để làm việc. Tất nhiên Đoàn hoàn toàn bình thản và một mực khai nhận cháu Tê bị thương sau đó thiệt mạng là do tự ngã trong nhà bếp. Bản thân vợ Đoàn khi làm việc với công an cũng khai như thế. Vụ án trở nên vô cùng bế tắc. Cùng thời điểm này, qua các biện pháp vận động, thuyết phục, gia đình cháu Tê đã đồng ý để cơ quan công an tiến hành khám nghiệm pháp y. Đúng như dự đoán, vết thương của cháu Tê là do vật sắc nhọn, bản rộng và có lực lớn. Suốt nhiều ngày đấu tranh khai thác và củng cố chứng cứ, cuối cùng các điều tra viên cũng khiến Đoàn gục ngã và bắt đầu khai nhận về tội ác của mình. Tội ác từ những nghi ngờ. Đoàn khai chiều ngày 12 tháng 4, anh ta có mời vài người khách về nhà ăn cơm, uống rượu. Trong lúc ăn, nghe vợ nói mất một số tiền tiết kiệm nên Đoàn đứng dậy đi ra phía bếp. Lúc này cháu Tê đang làm việc nhà, Đoàn tra hỏi cháu về việc mất tiền. Cháu Tê không nhận. Bực tức, Đoàn vớ vật sắc nhọn và dọa nếu cháu Tê không trả, anh ta sẽ phay cháu Tê. Cháu Tê một lần nữa phủ nhận. Tức thì Đoàn vung tay phay một nhát vào vùng đầu, mặt cháu Tê. Cháu Tê chỉ kịp kêu lên một tiếng và ngã vật ra đất. Vợ Đoàn đang ở phía vườn nhà, nghe tiếng động nên chạy vào. Thấy cháu Tê nằm bất động bên vũng huyết. Chị ta hỏi là có chuyện gì với thái độ sợ hãi, hoảng hốt. Đoàn rất bình tĩnh, bảo với vợ rằng mình nhỡ tay, rồi dặn vợ. Nếu ai hỏi thì bảo cháu Tê tự ngã. Sau đó hai vợ chồng Đoàn đưa cháu Tê đi cấp cứu. Lời khai của Đoàn phù hợp với lời khai của người vợ và trùng khớp với những dấu hiệu chứng cứ khoa học thu thập được tại hiện trường, quá trình khám nghiệm pháp y nạn nhân. Từ đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có đủ căn cứ để khẳng định Đoàn đã ra tay lấy mạng cháu Tê vào tối 12 tháng 4. Đến tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đưa Đoàn ra xét xử. Căn cứ vào lời khai trước tòa, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đoàn 8 năm tù. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.